Xin chào các bạn. Hệ thống gác tự động hay cruise control là một trong những hệ thống khá phổ biến trên các mẫu xe ô tô ngày nay. Nó giúp cho chiếc xe của chúng ta tự duy trì một khoảng tốc độ, qua đó giúp người lái thoải mái chân ga trong những chuyến hành trình dài. Tuy nhiên thì cũng có nhiều người lái xe đã mắc phải vấn đề quá tốc độ mặc dù đã cài hệ thống gác tự động. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về hệ thống này, cũng như tại sao dù đã cài đặt rồi nhưng chúng ta vẫn có thể bị quá tốc độ. Và trước khi vào video thì các bạn cũng đăng ký kênh và bấm chuông để ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ, đi thôi. Chức năng chính của hệ thống gác tự động hay là cruise control đó chính là việc chúng ta sẽ cài đặt một tốc độ cố định, sau đó chiếc xe của chúng ta sẽ cố gắng duy trì theo tốc độ đó mà chúng ta không phải tác dụng chân phanh hay chân ga gì cả. Về mặt cấu tạo thì hệ thống gác tự động gồm 4 phần. Đầu tiên là cảm biến về mặt tốc độ, thứ hai là bướm ga được điều chỉnh bằng điện, và thứ ba là bộ xử lý ở trong ECU, và cuối cùng là bộ nhập liệu ở trên, thông thường là ở trên vô lăng hoặc là một cái bấm ở đây. Với hệ thống nhập liệu thì đầu tiên thì thông thường chúng ta sẽ có một nút on off để có thể tắt hoặc là mở hệ thống này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một nút cộng và nút trừ để có thể điều chỉnh tăng tốc hoặc là giảm tốc. Ngoài việc điều chỉnh tăng tốc độ thì đây cũng là nút để chúng ta set cài đặt hay là reset cài đặt. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau tới với cách sử dụng hệ thống ga tự động. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải kích hoạt hệ thống này lên trước, và sau đó thì chúng ta sẽ tăng tốc lên tốc độ mà chúng ta muốn duy trì. Với một điều kiện thông thường của các hệ thống ga tự động ngày nay là tốc độ tối thiểu ít nhất phải rơi vào khoảng 40 km/h. Sau đó khi chúng ta đã tăng tốc lên tốc độ mà chúng ta muốn thì chúng ta sẽ bắt đầu ấn vào set để cho hệ thống bắt tín hiệu là chúng ta đang muốn đi ở tốc độ bấy nhiêu. Ví dụ như tôi đang đi ở tốc độ 80 km chẳng hạn thì tôi sẽ ấn set để nó duy trì tốc độ 80. Và ở đây chúng ta sẽ có nút cộng trừ để có thể tăng hoặc là giảm tốc độ mà chúng ta muốn. Ví dụ như tôi muốn tăng lên 90 thì tôi chỉ cần ấn ở đây để cho chiếc xe tăng lên ngưỡng 90. Và tương tự thì chúng ta cũng sẽ ấn giảm. Với những thay đổi về việc tăng và giảm tốc độ này thì hệ thống sẽ xử lý và tác động vào bướm ga, qua đó thay đổi lượng hòa khí giúp chiếc xe tăng hoặc giảm tốc độ. Tuy nhiên thì nó không tác động bất cứ thứ gì vào phanh của chúng ta cả. Chính vì hệ thống ga tự động không tác dụng vào chân phanh cũng sẽ là lý do vì sao mà trong một số trường hợp thì những người đã sử dụng ga tự động vẫn có thể bị quá tốc độ và bị công an phạt. Vì khi ví dụ như trong những trường hợp chúng ta đi xuống dốc, chiếc xe của chúng ta có thêm chớn để chạy, qua đó thì chiếc xe của chúng ta có thể vượt qua ngưỡng mà chúng ta đã cài đặt từ trước. Và trong trường hợp chúng ta cần giảm tốc độ do ở phía trước có vật cản hay là có xe gì đó thì chúng ta chỉ cần đạp phanh. Khi đó thì hệ thống ga tự động sẽ tạm thời ngừng hoạt động. Và sau khi chúng ta đã qua được vật cản đó và chúng ta muốn duy trì lại tốc độ kia thì chúng ta chỉ cần ấn set để hệ thống ga tự động lại được kích hoạt lại. Như vậy hệ thống ga tự động sẽ phù hợp với việc chúng ta đi ở trên những cung đường trường dài có điều kiện thông thoáng, đảm bảo chúng ta có thể di chuyển với một tốc độ ổn định. Và khi đó thì chúng ta sẽ không phải nhấn ga để duy trì tốc độ mà chân của chúng ta sẽ được thư giãn thoải mái hơn. Tuy nhiên hệ thống ga tự động sẽ không phù hợp với những điều kiện giao thông đông đúc, nơi mà chúng ta sẽ phải thay đổi tốc độ liên tục. Và hệ thống nâng cấp của hệ thống ga tự động chính là hệ thống ga tự động thích ứng. Hệ thống này có thêm một thành phần chính cơ bản nhất so với hệ thống ga tự động, đó là những radar và camera. Qua đó có thể nhận diện được vật thể phía trước cũng như đo được khoảng cách từ chiếc xe của chúng ta tới vật thể. Và với hệ thống ga tự động thích ứng thì ngoài việc duy trì được tốc độ mà chúng ta muốn duy trì thì nó còn đo được khoảng cách với chiếc xe phía trước nếu như trong trường hợp tiến quá gần khoảng cách, và thì chiếc xe của chúng ta sẽ tự động can thiệp và phanh giảm tốc độ duy trì với những chiếc xe phía trước ở một khoảng cách an toàn. Hiện tại thì tôi đang cài đặt ở tốc độ 100 km/h và chiếc xe hệ thống ga tự động đang duy trì ở tốc độ 100 km/h và tôi hoàn toàn không tác dụng vào chân ga. Và các bạn có thể thấy ở phía trước chúng ta đang có một chiếc xe đi hơi chậm một chút, và cứ tiếp tục như thế này thì chúng ta sẽ tiến lại gần và hệ thống đã bắt được xe phía trước
qua đó giảm tốc độ để duy trì một khoảng cách an toàn với xe phía trước mà tôi hoàn toàn không tác dụng vào phanh hay ga gì cả. Và nếu như xe phía trước vẫn duy trì như vậy thì chiếc xe của chúng ta vẫn sẽ duy trì một khoảng cách an toàn. Nếu như xe phía trước giảm tốc độ thì chiếc xe của chúng ta cũng sẽ giảm theo. Và nếu như xe phía trước tăng tốc đó, hoặc chúng ta chuyển làn, hệ thống có thể quét được rằng trước mặt chúng ta đã không còn vật cản gì thì nó sẽ tăng tốc lên tốc độ mà chúng ta đã cài đặt từ trước là 100 km/h. Qua đó thì hệ thống ga tự động thích ứng giúp cho người lái gần như không phải sử dụng chân phanh chân ga nếu như chúng ta đi ở trên một điều kiện tiêu chuẩn và như ở trên đường cao tốc. Tuy nhiên thì tôi cũng phải lưu ý rằng với hệ thống ga tự động thích ứng thì nó cũng chỉ tác dụng vào chân phanh khi radar và camera nhận diện xe phía trước mà thôi. Còn như một số trường hợp tác dụng của môi trường khác bên ngoài, như ví dụ chúng ta xuống dốc thì hệ thống vẫn không can thiệp chân phanh. Qua đó thì việc quá tốc độ vẫn có thể xảy ra. Và để có thể giải quyết vấn đề quá tốc độ thì chúng ta nên sử dụng chế độ Limit Speed, giới hạn tốc độ, được trang bị trên các mẫu xe ví dụ như Merc hay là EcoSport mới ra mắt. Họ cũng đã quảng cáo rằng ở trên mẫu xe của mình có hệ thống này thay vì hệ thống ga tự động. Với hệ thống ga tự động thích ứng thì giải tốc độ mà thông thường hệ thống này có thể hoạt động được là từ 30 đến 180 đến 200 km/h thì chúng ta có thể kích hoạt được. Tuy nhiên với một mẫu xe mà tôi đang trải nghiệm ở đây là Honda CR-V thì hệ thống Honda Sensing có hệ thống ga thích ứng ở giải tốc độ thấp. Qua đó thì chỉ cần nhả chân phanh thì chúng ta đã có thể kích hoạt được hệ thống ga tự động thích ứng ở trên mẫu xe này. Với việc có thể áp dụng được ở trong giải tốc độ thấp thì ngoài việc chúng ta có thể sử dụng ga thích ứng ở trên những đường cung đường trường ở tốc độ cao thì với Honda Sensing thì chúng ta có thể đi ngay ở trong đường phố. Chúng ta đang đi ở trong phố tắc đường thì với khả năng chạy ở tốc độ thấp thì chiếc xe của chúng ta vẫn đang bám theo xe phía trước với tốc độ rất là chậm, 19-20 km/h. Và trước mặt chúng ta thì đang có đèn đỏ và chiếc xe phía trước bắt đầu phanh để dừng lại. Và tôi hoàn toàn không có sử dụng chân gì cả, nhưng chiếc xe của chúng ta vẫn sẽ tự động phanh lại theo chiếc xe phía trước. Và với những chiếc xe không có sử dụng ga thích ứng thì trong điều kiện này nếu như chúng ta muốn nghỉ chân thì chúng ta sẽ phải về N hoặc P, sau đó sử dụng phanh tay hoặc là sử dụng brake hold thì chúng ta mới có thể nhả chân phanh ra để thư giãn được. Và khi chiếc xe phía trước bắt đầu tiến thì chúng ta cũng chỉ cần ấn set lại và chiếc xe của chúng ta sẽ tiếp tục tiến về phía trước, duy trì khoảng cách với xe phía trước ổn định. Qua đó thì kể cả khi đi tắc đường thì chúng ta vẫn có thể thư giãn chân phanh, chân ga của chúng ta. Đó là những thông tin về hệ thống ga tự động và ga tự động thích ứng mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Nếu như các bạn có bất cứ thắc mắc nào về ô tô và xe máy, xin chia sẻ với chúng tôi ở phần dưới comment. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời sớm nhất có thể. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.